Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và công tác triển khai chỉ thị 34 của Chính phủ về tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Tiếp và làm việc với đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ, các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Báo cáo với đoàn công tác của Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ cho biết, năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Kết quả có 13 trên 14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó có một số chỉ tiêu đạt khá như thu ngân sách vượt 13% kế hoạch, tổng sản phẩm bình quân đầu người vượt 2,5% kế hoạch. Chỉ tiêu không đạt là tốc độ tăng trưởng sản phẩm trong tỉnh chỉ ở mức 7,15% so với kế hoạch 7,5-8%. Nhằm chuẩn bị cho xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2026, tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành liên quan đồng ý chủ trương cho tỉnh thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và quan tâm hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch tỉnh. Về đề án di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực 1 kinh thành Huế đã được Chính phủ đồng ý về chủ trương đầu tư và một số khung chính sách liên quan. Quy mô đầu tư và nhu cầu vốn để thực hiện đề án rất lớn, di dời và tái định cư cho 4.201 hộ, nhu cầu vốn gần 4.100 tỷ đồng. Trong khi nguồn lực địa phương còn khó khăn, cần đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính quan tâm bố trí một phần kinh phí hàng năm để địa phương có điều kiện thực hiện đề án. Ngoài ra, tỉnh cũng đề nghị Thủ tướng quan tâm ưu tiên nguồn ngân sách trung ương, các nguồn vốn ODA, nguồn trái phiếu và các nguồn khác để bố trí kinh phí đầu tư xây dựng cầu vượt qua sông Hương, hỗ trợ nguồn lực nâng cấp mở rộng tuyến đường ven biển. Sau khi nghe những ý kiến đóng góp của các bộ ngành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được trong năm 2018, tán thành với những phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Một trong những kết quả nổi bật của Thừa Thiên Huế là cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ nhân dân. Thủ tướng lưu ý, tỉnh cần chú trọng phát triển du lịch, công nghiệp cơ khí, tiếp tục đi đầu trong xây dựng chính phủ điện tử, trong đó có xây dựng đô thị thông minh, thúc đẩy cải cách hành chính mạnh mẽ hơn. Kiểm tra công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán ở Thừa Thiên Huế, Thủ tướng biểu dương tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác này, đồng thời lưu ý thêm một số vấn đề. Tết một cái Tết no ấm ở mọi tầng lớp nhân dân, nhưng mà trước hết là đối tượng các gia đình người nghèo, hướng về người nghèo để được quan tâm. Thứ hai là đảm bảo sản xuất đến dịch vụ phục vụ khách thông qua nông nghiệp phòng trừ sâu bệnh. Và tôi đề nghị đối với người dân, các đối tượng chính sách thì các đồng chí đưa tiền hàng hóa được hỗ trợ từ quỹ tiền nước của các cơ quan có chức năng đến các đối tượng chính sách ngay trong cái tháng 1 này. Rồi vấn đề thứ ba là đảm bảo an ninh trật tự cho người dân, nhất là an toàn giao thông, cháy nổ, an toàn thực phẩm và chống buôn lậu gian lận thương mại trong dịp Tết. Và vấn đề nữa tức là lễ hội sau Tết, ngăn chặn những hành vi thiếu văn hóa, nhất là những khu di tích lịch sử văn hóa của cả nước, trong đó rất nhiều điểm của Thừa Thiên Huế. Và thứ năm là không sử dụng xe công về hành chính để mà nhân dân lây án, thiếu cái ý thức tiết kiệm. Và tất nhiên tôi cũng nói trong chỉ thị 34 và hôm nay tôi cũng quán triệt các đồng chí trong thường vụ, trong ủy ban, đó là sử dụng ngân sách đúng pháp luật trong dịp Tết, thăm hỏi quan tâm đến cho người già, gia đình chính sách, không phải đi thăm cấp trên, không phải quà biếu cấp trên. Về thực hiện chỉ thị 34 của Chính phủ, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai đồng bộ các giải pháp, chuẩn bị 100.000 suất quà cho các đối tượng chính sách, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Chủ động chuẩn bị hàng hóa để cung cấp cho các vùng sâu vùng xa, đảm bảo mang lại một cái Tết lành mạnh, vui tươi và đầy đủ.